Hôm nay chính là ngày đại hỷ của cặp đôi Dương Quá Trần Hiểu và Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy. Cánh báo chí xứ Trung ngay từ sáng sớm đã tất bật đưa thông tin và những hình ảnh sớm nhất từ địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo đó, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn 5 sao cao cấp ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Dàn phù dâu phù rể của lễ cưới đã được xác định. Bên phía cô dâu, phù dâu là người đẹp Trần Kiều Ân, Chung Hân Đồng, Hồ Băng Khanh. Bên phía phù rể có Trần Tường, Trịnh Quốc Lâm, Trương Triết Hãn, Trương Mậu Lôi, Phùng Khởi Long, Hà Cử Thiên. Và như lời của Trần Nghiên Hy đã hứa, dàn phù dâu phù rể này quả là có chỉ số nhan sắc cao ngút ngàn. Được biết, trong lễ cưới tại Bắc Kinh ngày hôm nay, khách mời đặc biệt của cặp đôi có nam ca sĩ Phan Vĩ Bá, Lâm Mi Thần và Trịnh Nguyên Sướng. Hai nhân vật được đón chờ nhất là Kha Chấn Đông và đạo diễn Cụ Bà Đao hiện đang quay phim tại nước ngoài nên không thể đến được. Tuy vậy, đạo diễn Cụ Bà Đao đang cố gắng thu xếp để có thể có mặt tại đám cưới của cặp đôi vào ngày 21 tới tại Đài Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.